Rồi. Đang xem Newly. Alo, thế này em lại phải lên. Vì là đấy đúng không? Vì là vừa nãy mình tắt cái ấy đi, tắt cái Vâng vâng modem đi, thì 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 em nói với tất cả ừ. mọi người như này, cái chuyện mà tại sao em đam gắt, bởi vì em thừa biết có những kẻ vào đây nó chủ trương mục đích là trồng cậy bánh xe, kẻ nào là cái giọng điệu ba sọc, kẻ nào là kẻ vào trồng cậy bánh xe là đọc là biết à. Các bạn phải phải lên nhớ mà, khi chúng ta đọc cái comment ai viết về mình đấy là chúng ta biết Dạ. cái kẻ đó nó ở cái dạng nào. Có những kẻ bây giờ nó cũng lấp danh là yêu nước, lấp danh cờ đỏ nhưng nó vào nó chọc phá. Nên cho nên là mình lên mình phải nói rõ. Nhưng còn nói thật với các bạn này, về cái đất nước Triều Tiên đúng không? Ai cũng bảo là ừ, chúng ta có cảm tình Triều Tiên, chúng ta cùng với lại tư tưởng, cùng luồng tư tưởng với họ, ok, choán. Thế nhưng mà chúng ta phải nhìn vào thực tế. Nhân dân Triều Tiên sau gần cả trăm năm bị cấm vận, bị anh phải biết rằng là cái đất nước Triều Tiên đấy là từ năm 1900 đến nó bị Nhật đô hộ. Sau chiến tranh thế giới thứ hai thì Kim Nhật Thành cùng với lại ở phía Nam này là Y Chang Man là tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc này, là thành lập ra hai cái đất nước. Sau chỉ vài năm thôi nó chiến tranh xong là gặp ngay cấm vận. Các bạn thử hỏi cái tiềm lực của người 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 Triều Tiên ở đâu, các bạn sẽ nói là Trung Quốc rồi Nga đầu tư vào. Trung Quốc nó tài trợ, các chúng ta phải lên nhớ điều rằng các nước xã hội chủ nghĩa tài trợ không bao giờ tài trợ nhiều như tư bản. Và đến chính ra Trung Quốc vừa rồi cũng phải thực hiện theo lệnh cấm vận Liên của Liên Hợp Quốc. Quốc. Đúng rồi, Liên Quốc. Làm sao mà được nhập than, cái than ở bên Hàn Quốc, ở bên Bắc Triều Tiên nó có cái mỏ, là mỏ gì, mỏ than, than rồi là mỏ sắt, rồi mỏ, có một cái mỏ gọi là mỏ đất hiếm đấy. Thì cái này nó cũng có lợi cho cho Bắc Triều Tiên, nhưng mà tạm thời họ chưa sử dụng được cái đó. Họ đa phần là phải xuất khẩu sang bên Trung Quốc cả. Mà các bạn biết xuất khẩu sang Trung Quốc đấy thì nó là như thế nào rồi. Giá nó Còn thực rẻ. tế đấy, thực tế mà nói cái nhân dân Triều Tiên ấy họ cũng rất là khổ. Thế nhưng họ khổ họ không gục ngã nhá. Bởi vì là anh không biết được ở bên này, mỗi một lần ở bên Triều Tiên mà vào cái mùa mưa lũ này đấy, là nó hay bị vỡ đập, hay bị sạt đập. Vì vì đất của nó là đa số là đất rừng núi, cái cuộc lũ quét anh biết đấy, ở rừng núi là có cái lũ quét anh hiểu không? Đến Hàn Quốc này thôi nó còn xe trôi người trôi, còn phải buộc dây thừng kéo nhau mà. Thì ở một cái đất nước Triều Tiên ấy, cái tình hình như thế, làng mạc ở trên sườn núi như thế, nó có nguy hiểm không? Đấy còn chưa nói đến cái mùa đông ở Triều Tiên là còn lạnh hơn cả mùa đông bên Hàn Quốc. Tuyết rơi băng giá, gần như là nếu là làm nông dân không làm ăn được gì. Chứ còn các bạn nên nhớ một điều là cả một cái đất nước, nền kinh tế của cả một đất nước hoặc cơ sở vật chất cả đất nước không thể thông qua một vài hình ảnh mà có thể thấy hết được. Ngay chính mình rồi, như ông Bằng này ngồi đang ngồi ghế sofa này, quay xuống dưới thấy cái đệm nằm như cái ổ ngay gì mà. Đúng không? Chú ấy bóc mẹ. Ông thật đấy mà, trông như này đi ô tô rồi tí tắt like đi mà gọi video thấy lại úp mì tôm ăn mà. Chúng ta không thể nhìn một vài hình ảnh mà chúng ta đánh giá được hết cả cái đất nước của họ. Họ có thể dồn toàn lực vào làm một cái điều gì đó thành công. Thế nhưng để cho nó cảm tạo thành cả một cái sức mạnh của quốc gia thì cái điều đó chưa đủ. Chúng ta phải nên nhớ Việt Nam chúng ta mở cửa từ năm nào? Năm 1986 đúng không? Sau đến 1995 bình thường hóa quan hệ ngoại giao với lại Mỹ. Thế nhưng mà phải đến năm 1998, 99 bắt đầu các công ty nước ngoài họ mới bắt đầu đầu tư vào Việt Nam. Đầu tư theo kiểu nhỏ giọt, công ty một, công ty hai. Sau tiếp tục nâng tầm đến ngày hôm nay thôi chúng ta mới bắt đầu trở thành một cái đất nước mà có cái môi trường đầu tư tốt. Nó đâu phải là đơn giản đâu. Vậy mà các bạn làm như là chỉ 1-2 năm mà Triều Tiên mà có thể xây dựng được cả một hệ thống đường xá, đường cao tốc, rồi là cầu cảng, rồi điện phục vụ, ngay cái điện thôi nha các Nói máy biến thế l... anh ấy mở cửa cháu ấy. vâng, cái máy biến thế lỗi liên tục, các bạn biết biết vì sao không? Vì chính chúng ta không quy hoạch lỗi là cái năng lượng, cái số điện, cái số năng lượng mà người dân tiêu thụ là bao nhiêu, nó cứ tăng dần. Cho nên cái trạm biến thế thôi chúng ta cũng còn không đổ không 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 thay đổi à, còn còn bị lỗ cơ mà, nó không đủ.
đấy, nguyên độc cái việc kéo đường dây điện về đến các làng quê, sau đó là thay đổi cái trạm biến thế thôi cũng đã làm đau đầu rồi, tốn bao tiền của đấy. Bởi vì dùng cái trạm biến thế này công suất ở gần đây, nhưng sau này kinh tế phát triển, cái dân nó lên phát triển nên nó dùng nhiều điện hơn, nó lại quá tải, lại phải thay cái khác. Đấy các bạn thấy, nó phải từng bước một, không vội được. Chứ còn nói về Triều Tiên có giàu hay nghèo, các cái bây giờ đấy, các cái hệ thống chụp ảnh chụp vệ tinh về về ban đêm đấy, nó mới cho thấy một bên Hàn Quốc thì sáng rực, một bên Triều Tiên thì tối om. Nó đủ nhìn nhận thấy được à. Cho nên là ngay tại tại sao tôi gay gắt với cái nickname New Nam đấy, tôi biết vào đây chọc phá, cho nên tôi nói thật. Đây là lần cuối cùng tôi lên, còn bạn lên bạn nói bất cứ điều gì tùy, thoải mái đi. Bởi vì tôi không chấp những cái người mà nó không có đủ trình độ kiến thức như bạn đó. Chẳng có ai đi so sánh là Triều Tiên có vũ khí hạt nhân, Mỹ phải sợ, cho nên là Triều Tiên là cũng không, Triều Tiên không khó khăn. Mẹ đến Nga kìa, quân sự đứng thứ hai thế giới, thậm chí có những mặt nó nổi trội thế giới, một đất nước của nó khi Mỹ cấm vận còn khó khăn bỏ bố lên. Thực tế thì này, anh nói lưu ly này, anh đã được sang Triều Tiên, anh đi tàu sang đấy, nhưng mà thực tế là mình thì nói chung là mình đi rảo rảo ở trong khu vực cảng thôi, vì tàu đỗ rất ít thời gian đấy, nhưng mình chứng kiến cái cảnh này, tức là có các anh công an như ở mình gọi là công an biên phòng ấy, thì bao giờ người ta lên các tàu, thì nói chung là cái cảm nghĩ của mình là những người dân Triều Tiên người ta cũng nhiều, người ta đói. Thế là khi mà kiểu là ở mình tổ chức ăn cơm, ăn cơm thủy thủ trên tàu ăn cơm, thì có mời cái anh công an vào, anh dứt khoát anh không vào, anh vẫn cứ đứng ở ngoài ở trên cái bàn. Tất nhiên đấy là cái người nghèo, đúng không? Người nghèo người ta có cái danh dự người nghèo chứ đâu phải là xòe xòa. Chính chúng ta giàu đấy thì khi vào nhà nào chúng ta ngồi chúng ta có thể múc mó được. Bởi vì tại sao cái câu là gì, tôi giàu đấy, tôi sang đấy thì tôi làm gì cũng sang, còn bạn à, tôi ăn cắp cũng là sang, đúng không? Còn khi mà tôi nghèo mà tôi ăn cắp thì người ta gọi tôi là thằng ăn cắp. Câu chuyện sau đó bọn anh mới lúc trời mưa thì bảo cái ông công an bảo tôi mời vào trong cái câu bộ xuống mưa, thì ông vào một tí và bọn anh cho cái mì ăn liền của mình nhá, vì lúc đấy khỏi bữa cơm ông cầm ông ăn húng nghiến, kiểu như ăn dấu và ăn vụng vậy. Cho nên mình thấy là những người dân Triều Tiên thì nói chung là người ta cũng rất khổ cực và người ta cũng đói, nó cũng như cái thời bao cấp ở ngoài Bắc. Nói chung là bị cả Mỹ cấm vận bao nhiêu năm như thế, làm sao mà giàu được. Thằng Trung Quốc nó có cho đi chăng nữa, rồi Nga Liên Xô nó có tài trợ đi chăng nữa thì tài trợ phần nào thôi, chứ tài trợ làm sao được hết. Còn tất cả những cái vấn đề mà các bạn nhìn thấy là nó chụp, nó sản xuất điện thoại, nó sản xuất ô tô, nó sản xuất cái này cái kia, hay là nó trồng rau trên nhà giàn nhà riêng, tất cả đấy chỉ là mô hình thôi, mà từ mô hình đi sang sản xuất hàng loạt nó còn cả một đoạn đường dài, chứ không phải là đơn giản. Giống như chúng ta nấu cái món ăn cho chúng ta thấy ngon rồi, nhưng để mà nấu đem ra bán ở thị trường nó còn phải bao nhiêu thứ nữa, phải là từ giá cả, mẫu mã, rồi là cái người khách hàng ở bên ngoài họ có hợp khẩu vị hay không. Anh hỏi là... anh hỏi Luli một điều này, Luli hiện nay đang ở Nam Hàn, thì Luli cũng biết tiếng Hàn, chứ Luli đọc báo Hàn thì có thấy sự tuyên truyền của bên Hàn Quốc về cái đất nước Triều Tiên như thế nào? Thực ra thì ở đây đấy, thì họ cũng hay tuyên truyền Hàn Triều Tiên là một cái đất nước mà độc tài, rồi người dân khổ cực đấy, họ cũng tuyên truyền cái điều đó, khẳng định có. Và tất cả những cái vấn đề gì và liên gần như ngày nào trên TV vào buổi trưa nó cũng phải, hoặc là buổi tối nó phải chiếu một vài hình ảnh về Triều Tiên, không khi nào là không có cả. Cũng có những hình ảnh là mình mang cái tính chất là đây là đang tuyên truyền, mình là người mình xem mình phải hiểu có những cái nào nó là sự thật. Các bạn phải lên nhớ một điều rằng người Hàn Quốc họ sang cái khu công nghiệp Kisung đó, khi sang cái khu công nghiệp Kisung ở bên Bắc Triều Tiên họ làm đó, thì các bạn biết là họ thưởng cái gì không? Bởi vì là lương là nhà nước Hàn Quốc họ thu bằng đô la rồi, họ thưởng nhân viên đây là thưởng bằng cái gì? Thưởng bằng chocolate. Cái hộp bánh ấy, hộp bánh Hàn Quốc, cái hộp bánh chocolate ấy. Tôi hỏi các bạn, một đất nước vừa phát triển nó có đi nhận bánh chocolate không? Nó như là cái này mà kinh tế bao cấp của Việt Nam ngày xưa. Ví dụ Tết, ví dụ mấy ông làm gạch thì không có tiền thưởng gạch, đúng không? Đấy, hoặc thì đó, không, ở bên Hàn Quốc này thì nó nói hơn là nó thưởng công nhân bánh chocolate. Mà sau này thì chính phủ Triều Tiên cũng rất khó chịu với cái việc đó. Vì
Thậm chí những người Triều Tiên họ còn còn xem trộm các cái phim của Hàn Quốc ấy, rồi nhạc của Hàn Quốc. Nhưng mà Triều Tiên trong cái đất nước đang trong cái lúc nó khó khăn, trong cái lúc mà cần phải vững tâm để mà quyết tâm để mà bảo vệ cái đất nước, bảo vệ cái chế độ của mình ấy, thì họ cần phải có những chính sách mà nó cứng rắn, thì theo em nghĩ đây nó là bình thường. Đúng rồi. Trong cái lúc khó khăn rồi phải quân luật nó phải nghiêm, chứ còn trong lúc khó khăn thì bao giờ con người nó bắt đầu xảy ra xung đột, dễ xảy ra xung đột lắm. Nếu như không nghiêm chẳng hạn, không có kỷ luật, không có những cái biện pháp mạnh thì nó sẽ rất dễ là sụp đổ. Cho nên là vì cái mục tiêu cao cả của họ đấy, là họ vì cái lý tưởng của họ thì mình chấp nhận thôi, mình không phê phán gì điều đó cả. Mà em cũng có định có một cái bài nói chuyện là anh Ninh Thế Hoàng anh bị bảo thủ vừa thôi, ai coi Không, thường họ, bây giờ này mình nhìn nhận cho nó chuẩn xác mình ghi thôi. nhận chuẩn xác, đúng rồi anh Tránh Như Hoàng. Bây giờ này, đất nước vừa nãy em đã phân tích rồi, đất nước Triều Tiên ấy, tức là nó hơn ở mình cái thứ nhất là cái người ta giàu khoáng sản hơn, thứ hai là cái ý thức ấy và năng suất lao động của người Triều Tiên nó hơn hẳn mình, cái điều đó mình phải công nhận đúng không? Thì khi mà Không, cũng 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 chưa hẳn là cái năng suất nó cao đâu, mà bởi vì bên họ đấy là theo cái kiểu là lúc bây giờ nó vẫn là cái tinh thần, anh hiểu không, là gặp núi phá núi, gặp sông làm cầu, đôi khi chỉ làm bằng đôi bàn tay với cái xà beng không thôi. Nhưng mà họ được sự giúp đỡ từ bên Trung Quốc hay nọ kia là dạ về đúng phần rồi kỹ nên thuật, mình nhưng mà về phần công nhân của họ đa phần nên là nó dùng cái quyết tâm của họ làm là đúng rồi nhiều. Mấy hai nữa là nó dồn, khi muốn làm cái gì nó dồn toàn lực cái đất nước vào làm cái điều đó, thành ra là nó làm được những cái đấy thôi, chứ còn thực ra nó cũng còn khó khăn lắm rồi chứ không phải là không. rồi cảm ơn Bao Lucy. Thôi bây nhiêu giờ Lucy đi ngủ được đang 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 muốt đang 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 muốt để nói cho rồi mọi người hiểu, rồi. để nói cho mọi người hiểu là khi mình đến đây mình nói cái này đấy, là mình không phải từ cái câu hỏi của bạn Trần Tiến này, bạn nói là nếu như Triều Tiên bị phá, được tháo bỏ cấm vận thì là Nhật Bản với Hàn Quốc có đầu tư, thì mình mới À, nói đúng ra rồi là đúng ở rồi cái hiện không tại có đấy thì không có nó rất là khó. Thì có những bạn vào bạn đúng nói là tôi tuyên truyền náo tuyên truyền nhé, đây tôi nói các bạn nghe được nghe không nghe không sao. Thế nhưng mà với những ai mà vào đây mà cái kiểu chọc ngoáy đấy, nhìn biết à, anh em chúng ta thì biết là đây ba quy lên mạng này là bị rồi nhiều thành phần lắm đấy, cho rồi nên là phải biết. Thế còn đây là nói đấy là để làm sao mình nhìn nhận vào thực tế, mình phân tích tình hình, đây là một cái sự chém gió thôi, chứ không phải là mình khinh bỉ hoặc là cay ghét gì nhân dân Triều Tiên cả, họ làm gì mình đâu. rồi đúng rồi Ngoài ra cái sự quật cường của họ, cái tinh thần chiến đấu của họ, mình mình khoan còn phục cảm thấy đồng cảm, đúng đúng không, chứ còn đâu đến mức độ mà phải là mình coi thường. Còn anh Ninh Thế Hoàng, anh đây anh đưa cái thông tin nó mang tính chất phiến diện đấy là người ta sẽ cười anh. Nói thật, ai người ta vào người ta cũng xem, người ta cười là chỗ là anh đưa mấy bức ảnh rồi anh đọc mấy cái bài báo ở trên 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 đấy thì làm sao mà chuyện niu ni nói nhiều người cũng biết rồi, lên tự cho mình biết tổn thương người khác. Cái chuyện anh Chu Phan em không tạm thời thôi em không nói. ở đây đây là mình kiểu tranh luận, mỗi người có một cái quan điểm đưa ra. Nhung Không Nhi phải. ví dụ ở bên Hàn Quốc hạn thì Nhung Nhi có khả năng cũng hiểu nhiều về đất nước Triều Tiên hơn mình. Ví dụ mình đọc một hai tờ báo thì ví dụ như cái anh Tránh Như Hoàng đưa lên những cái tòa nhà cao tầng tất cả các thứ thì đấy là cái một bộ mặt bên ngoài của đất nước nước Triều Tiên, thì mình cũng phải cảm phục cái tinh thần lao động sản xuất và cái tinh thần quật cường của những người dân Triều Tiên. Rồi. Đâu, họ đấy là quân đội, tất cả là quân đội, họ ấy hết. Ở bên Triều Tiên là nam và nữ đều đi quân đội đấy, và quân đội họ sẽ thực hiện những cái công trình đó. Mà anh biết quân đội kỷ luật như 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 sơn rồi gì. Đúng Thôi rồi em xuống rồi. rồi, nói với Ok. mọi người làm điểm này, Rồi. ai vào đây chọc em là em phang lại, em không tha đâu, đừng có mà Ok. kiện cáo. Thôi ngủ đi. Rồi bạn Châu Huỳnh. Mời bạn Châu Huỳnh. Anh Trần Siêu chào một chút xíu. Đang thêm Châu Huỳnh. Rồi xin chào Châu Huỳnh. Dạ em chào anh Bằng, chào mọi người trên diễn đàn ở nhà anh Bằng. Em xin mãi giờ mới được lên. Rồi Em vừa thì vừa rồi bắt đầu cái mạng nó tốt dần lên. Ok. Rồi xin mời bạn. các anh nãy giờ nói, dạ nói các anh cho em chia sẻ là cái các anh cũng nói nhiều về cái tầm việc kết quả rồi các thứ về liên quan đến giữa Mỹ với Triều Tiên.
Em sẽ chia sẻ với các anh về để bóc mẽ ra cái đám ma que và dân chu cuội thôi. Đúng rồi, Đấy. ok. Anh xem như vậy có được không anh? Được, anh rất thích cái đề tài bóc mẽ cái bọn ba que, bọn dân chủ quậy lên được quá tốt. Dạ. Dạ, em mình xin phép về chia sẻ với mọi người. Thì như như mọi người đã biết rồi, trước khi mà cái việc hội nghị của thượng đỉnh của Mỹ và Triều Tiên á, diễn ra ở Việt Nam chúng ta đó, thì rất là nhiều cái trên các cái trang mạng mà cũng như là cái bọn dân chủ cụi trong ngoài ngoài nước ấy, thì chúng lúc nào rêu rao rằng là thấy chủ tịch chúng lãnh đạo chúng ta đi qua thăm Lào và Campuchia thì chúng Đúng nói rồi. rằng chúng ta sợ, chúng ta khách quý đến, thậm chí có một, chúng dành riêng cho một cái trang trang bài viết cái đài mà RFA để dành riêng cho một cái trang là nói về là khách quý đến mà tại sao chúng ta lại bỏ đi, lãnh đạo chúng ta lại bỏ đi. Đấy thì để nói rằng để bóc mẽ ra cái những cái luận điệu xuyên tạc của bọn chúng á, thì em chia sẻ Đúng với rồi. mọi người nó như thế này. Thì như chúng ta đã biết á, thì lãnh đạo chúng ta đi Lào với Campuchia á, thì ký kết nhiều cái văn bản, cái văn kiện về kinh tế, về đối nội đối ngoại. Cái đây là cái kế hoạch đã lịch trình đã có sẵn rồi. Đấy, bởi vì cái khi mà công tác ngoại giao thì nó chuẩn bị từ mấy tháng trước á. Trước khi cái hội nghị này diễn ra, cái hội nghị diễn ra mà khi Tổng thống Mỹ quyết định á, ở Việt Nam chúng ta thì mới đây phải anh bạn. Đúng không? Thì rõ Đúng ràng rồi. công tác ngoại giao mà đi kế ký kết làm ăn để mà một chủ tịch nước chúng ta đi ra nước ngoài không phải là ký có một tháng hoặc là vài ngày mà qua rất là nhiều cuộc đàm phán giữa Lào với Campuchia để rồi lãnh đạo chúng ta qua chỉ việc đàm phán hai bên và ký kết thôi. Thì rõ ràng á, là cái kế hoạch và lịch trình của chúng ta đã chuẩn bị trước. Để nói như vậy mọi người cho cái đám dân chủ cụi nó biết rằng là không phải là khi có cái hội đàm Triều Tiên thì lãnh đạo chúng ta mới đi. Đấy, chúng ta khẳng định đó là một điều thứ nhất. Đấy. Thì qua đó là thì khẳng định rằng là cái bọn này nó rất là ngu, nó không biết gì cái về cái công việc ngoại giao, không biết gì công về cái việc lãnh đạo đất nước á, mà như lên như này chém như thánh phán. Đấy, cái điều này thì để cho chúng ta biết được cái bộ mặt của chúng nó. Đấy. Và thấy thì chúng ta qua nhìn qua chúng ta biết được là cái thời gian mà thăm Lào với lại Campuchia thì thấy rằng là lãnh đạo chúng ta biết đâu được lãnh đạo chúng ta rút ngắn thời gian cũng có đấy, lịch trình thì bởi vì có trước nhưng mà thời Đúng rồi. gian các bạn thấy đó, thấy chủ tịch tổng bí thư và chủ tịch nước chúng ta qua qua thăm ấy, thấy thời gian thấy như vậy là ngắn ấy, so với những năm trước là ngắn Rồi. đấy, Nói chung là thì cái đó đấy như thời gian vậy các viết bạn đã biết đấy, ra ví dụ như sáng 8 giờ đấy. sáng ngày ngày 25 ngày 24 đúng không? Thì Dạ, là dạ. chủ tịch Nguyễn Phú Trọng mới đến Lào chiều 25. Đấy, sáng 25 mới làm chiều 26 chiều 25 thì bắt đầu 1 giờ bắt đầu bay sang Campuchia và chiều ngày mai là về luôn. Thì tức là tính thời gian Dạ ra là đấy. 2 ngày nhưng mà thực tế là, tính ấy là chỉ có cứ khoảng hơn 24 tiếng thôi, đúng không? Dạ, như theo quan điểm theo như cảm nhận của em thì đó là rút ngắn lại. Đấy, theo cảm nhận là như Đúng vậy. rồi. Đấy. Thì vẫn biết rằng cái hội nghị mà mình chúng ta phải biết này, vẫn biết rằng cái hội nghị mà hội nghị giữa Mỹ Triều á là quan trọng chứ, nó quan trọng đấy, bởi vì là cái thời cơ để quảng bá hình ảnh của đất nước chúng ta và con người Việt Nam trên trường quốc tế, cái điều đó chúng ta phải khẳng định điều đó đấy, nhưng lãnh đạo chúng ta không việc gì phải sốt sắng ấy, chúng Đúng ta rồi. phải nói rõ quan điểm đó. Bởi vì lãnh đạo chúng ta không việc gì phải sốt sắng để rồi hủy các cái chuyến thăm đối với Lào và Campuchia đấy, cái này để chứng tỏ rằng một điều là như thế này này, chứng tỏ là đối với lãnh đạo của chúng ta là không phải vì lợi ích của mình mà xem nhẹ đi mối quan hệ khác đối với các Đúng rồi. nước 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 bằng mình hoặc nhỏ hơn, đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Đây là Đầu gì? chương trình mình Dạ cũng phân dạ tích vấn đề này. dạ Ok. dạ đây là gì? Đây chúng ta phải hiểu được, đây là tấm lòng thủy chung, là cốt cách nhân văn của người Việt Nam và với tình hữu nghị láng giềng, chúng ta phải khẳng định điều đó. Đấy, chúng ta phải khẳng định đó là con người Việt Nam chúng ta phải có cốt cách đó. Bởi vì nó chứng minh được qua qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Đấy, thì đến bây giờ khi người dân Việt Nam chúng ta đi ra nước ngoài, các nước ngoài lúc nào cũng rất là tôn trọng và quý mến. Bởi vì chúng ta đôi nhân dân chúng ta rất là quý mến và được và rất biết ơn những người trước kia đã giúp mình. Đấy, đấy cái tôi muốn có thể nói nó rằng cái cốt cách nhân đạo của người Việt Nam mình ở chỗ nào. Mà đối với người lãnh đạo Việt Nam chúng người lãnh đạo cộng sản là gì, họ kế thừa cái cốt cách nhân văn của người Việt Nam đó đấy, đưa vào cái trong công việc đối nội và đối ngoại, chúng ta phải khẳng định điều đó đấy. Thì
Thì nhưng mà cái ngày hôm nay nữa là gì? Ngày hôm nay để lãnh đạo và Tổng Bí thư và Chủ tịch nước có mặt để tiếp khách này là ông Trump đến trà xã giao. Rồi sau đó ông Trump tiếp tục qua là hội hội đàm với lại Thủ tướng Chính phủ của chúng ta. Đây là ký kết nhiều cái bản như vừa rồi các anh đã nói, là mua máy bay rồi ký được nhiều tỷ, coi như là US đem về cái, không những đem về công việc làm cho hai hai nước đấy mà khắc thêm cái tình hữu nghị đấy. Thì cho Huỳnh thì nói sơ qua như vậy, bởi vì nãy giờ rất là nhiều các anh chị đã lên chia sẻ như vậy đấy. Và qua đây là gì, đấy mà đặc biệt hơn nữa là 100 cái người mang tên danh trí thức đã ký vào đơn thỉnh nguyện thư cho tụi, cho như là tổng thống Mỹ, tổng thống Mỹ. Bởi vì người Mỹ họ rất là hiểu, ta hiểu được tâm lý người Mỹ, họ rất là thực dụng, họ hiểu rằng những kẻ mà coi thường dân tộc của mình á thì những kẻ đó là không tin tưởng được đấy. Chúng ta phải khẳng định những kẻ đó là không không tin tưởng được, bởi vì sao tôi nói có cơ sở. Thì sau đó Mỹ đã có thảo luận giữa Việt Nam các cái hội nghị khác để thương lượng, để tiến hành đó là chúng ta là xóa bỏ cấm vận Việt Nam. Thì cái số đám ba quê hải ngoại, bên hải ngoại chống cộng Bill Clinton là không thể không xóa bỏ cấm vận đối với chúng ta. Ông Bill Clinton, ông Tên Tân nói thế nào? Ông nói thế này: họ đã chạy khỏi quê hương, họ muốn lại trả thù bọn chúng không tự nhận thức thân phận ăn nhờ ở đậu của chúng đấy. Rồi cái mạng của bạn bị làm sao, nó nói không rõ, không không rõ lắm. Ồ, anh nghe lại chưa? Alo. Rồi rồi, bây giờ rõ rồi đấy. À dạ. Thì em chia sẻ tiếp về cái thứ hai, đối với Việt Nam thì Việt Nam theo em nghĩ thì có Vâng, ba cái là chào chúng ta anh cần chị. lưu ý đến ấy, là về cái chính trị này, rồi về kinh tế và cái quảng bá hình ảnh con người Việt Nam. Thì phải nói rằng là qua cái sự kiện hội nghị này thì Việt Nam khẳng định được cái tầm vóc của Việt Nam về chính trị á, ở trong khu vực cũng như thế giới là có tiếng nói, uy tín của nó nhất định đấy, để khẳng định được đất nước ta là độc lập, là tự cường. Điều này đã làm cho đất nước rất là nhiều nước chúng ta cho họ phải khâm phục mình đấy. Đó là cho Huỳnh, em chia sẻ ngắn thôi thì còn nhiều người lên nữa. Thứ hai nữa là Việt Nam chúng ta là Rồi. đang là một nước đang phát triển và đi đúng hướng đấy, đưa đất nước chúng ta là đi phát triển mà nhiều nước trên thế giới phải học hỏi đấy. Đấy. Cái thứ ba nữa là Mà về đất nước này, đối với đất nước ta là một đất nước hòa bình. chính ông Tổng thống Trump mà khi mà trả lời Chủ tịch nước Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nói lên những điều đó. Dạ đúng rồi. Đất nước ta là một nước hòa bình và ổn định và hiền hòa, nhân dân ta phải nói rằng là rất là thân thiện. Thì qua đó là nhiều nước, các nguyên thủ quốc gia đến đến đất nước ta thì khi gặp người dân, đất người dân chúng ta thể hiện rất là tình cảm và thể hiện cái mối bang giao rất là hài hòa. Đấy. Và qua đây á thì nó cũng cho chúng ta biết được là cái đám cái tư tưởng một số cái bọn dân chủ cũ ấy, đấy, rồi cái đám mà chống cộng với hải ngoại là cái tư tưởng nô lệ của chúng. Nhưng mà như cho Huỳnh chia sẻ ban đầu á, là 100 cái vị mà gọi là trí thức giáo sư đấy, mà đất nước chúng ta rất là may mắn một điều Rồi. là gì, là may là những cái vị giáo sư này, những vị mà tiến sĩ này, may là không lãnh đạo đất nước. Rất may cho đất nước chúng ta đấy. Nếu những vị này mà đứng ra lãnh đạo đất nước thì tôi xin thưa với các bạn rằng là những người này bán đứng đất nước chúng ta để cho ngoại bang nó cởi chân đầu chân cổ. Đấy. Bây giờ chúng ta quay lại một tí. Tại nói như thế này để khẳng định cái những gì Châu Huỳnh nói ra là có cơ sở. Như các bạn đã biết nè, Hàn Quốc, tại sao hội đàm giữa hội hội nghị Triều Tiên với lại Mỹ để về họ mục đích ngoài kinh tế ra, giải trừ vũ khí hạt nhân ra, còn hòa bình trên bán đảo Triều Tiên? Tại sao Hàn Quốc là một trong những là thành phần trong đó chứ? Tại sao Hàn Quốc không được dự, không được đàm thảo trong cái cuộc đàm phán này? Chúng ta phải hiểu điều đó. Chứng tỏ Hàn Không, Quốc không có tự chủ được. không phải. Cái không có cái chuyện này mình nói như thế này, đây là giải quyết mâu thuẫn giữa Mỹ và Triều Tiên thôi. Còn đến chuyện mà ví dụ hòa bình và
trên bán đảo đảo Triều Tiên thì nói chung phải có Trung Quốc và phải có Mỹ nữa, phải phải có Nam Triều Hàn người dạ, ta dạ, không, tham em, dự. em Nhưng mà em đây hiểu là một em hiểu bước, em đây là một bước tiến triển rất lớn, được chưa, cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. dạ không em hiểu ý, ý em hiểu ý em muốn nói ở đây á là cái vận Rồi, rồi, rồi. cái vận mệnh đất nước của mình á là không nằm trong tay của mình mà nằm trong tay người khác. Chắc chắn. Ý em muốn nói là như vậy anh Đúng, thôi bạn ạ, đúng chứ rồi, em không đúng. nói ở đây, ý em muốn dẫn dắt mấy cái sự việc Đúng đó là rồi. như vậy. Vận mệnh đất nước của mình, Nam Bắc Triều Tiên thống nhất là phải nằm trong vận tay của nhân dân của mình chứ không phải của ngoại Đúng bang. rồi. Đúng Đấy, tất rồi. có ngoại có đất nước, các yếu tố nước ngoài, nhưng đó là những yếu tố nước ngoài thôi. Đấy. Ý em muốn nói là như vậy anh ạ. Đúng Ý rồi. em muốn nói ở Cho đây nên cái là vấn đề mình độc lập cũng là vấn đề nói, quan trọng nhất. mình nói đã rất nhiều chương trình rồi, bây giờ cho nên mình cứ so sánh cái đất nước Triều Tiên với lại đất nước Việt Nam, đúng không? Hiện đất nước Việt Nam mình kể từ khi ví dụ như đánh đuổi bọn đế quốc Mỹ và thống nhất đất nước, đúng không? Thì bây giờ cái giá Yeah. trị hòa bình của mình bây giờ, ví dụ nhân dân Việt Nam, những người như anh em mình cái cảm nhận được đất nước mình phải do nhân dân mình làm chủ, đúng không? Bây giờ ví Yeah. dụ như cái vận mệnh đất nước Triều Tiên ở kia là cũng do là ví dụ Trung Quốc hoặc do Mỹ người ta có quyết định, chứ không phải là do những người dân Nam Hàn và những người dân Bắc Hàn người ta quyết định. Đó là một nỗi sỉ nhục của một dân tộc. Đấy, mình nói rất rõ những cái điều này ở nhiều chương trình khác nhau của mình. Rồi, ok, xin mời. Dạ. Và cái thứ, em chia sẻ thế nè, như vậy Việt Nam chúng ta đã được như ngày hôm nay á thì đó là công lao của ai? Đó là nói thẳng ra đây là đó công lao là của trí tuệ đấy của chính con người Việt Nam chúng ta làm đây. Đó là độc lập, đó là tự do. Đấy, đất nước chúng ta có chủ quyền. Ngày trước ngoại Đúng rồi. bang đè đầu lên cổ đúng không? Nhưng bây giờ Đúng khi rồi. nó vào đất nước chúng ta nó phải xin phép. Chúng ta phải nói rõ như vậy, nó phải xin Rồi, xin phép. chào Vương Trịnh Nguyên. Đấy, đấy, đấy. Đúng ra chúng ta người Việt Nam chúng ta phải tự hào và vui mừng chuyện đó. Đấy. Thì cho em thì chia sẻ những cái muốn nói rằng nên cái đám dân chủ cùi nó những có không có cái tư tưởng dân tộc, không có tinh thần dân tộc về cái những cái gì mà diễn ra trong cái những cái những cái gì mà diễn ra trong đất nước chúng ta nó đem lại cái niềm vui hạnh diện đất nước chúng ta thì chúng đã không đã muốn làm xấu đi hình ảnh đó. Đúng rồi. Thì em nên chia sẻ mọi người như vậy. Một Rồi, điểm để em chia sẻ một ý nhỏ này thôi anh ạ, à. Em nói một ý nhỏ này thôi. ok. Cái vấn đề ngoại giao á, thì theo em thì có khác hơn là khi mà Tổng thống Trump á, cầm một lá cờ của Việt Nam, sau đó ông Tổng thống Trump lấy một lá cờ Mỹ đưa cho Thủ tướng Xuân Phúc, Nguyễn Xuân Phúc thì em nghĩ rằng đó là một cái muốn nói rằng thì em nghĩ rằng một cái thông điệp rất là rõ ràng. Muốn nói rằng là cái vận mệnh đất của hai đất nước này là trong trong tay của chúng ta đấy. Nên chúng ta theo nghĩa là chúng ta hãy tận dụng cơ hội này. Và qua đó cũng thông điệp gửi đến cái đám dân chủ cùi và đám ba que rằng là cái sự giao thương giao lưu giữa hai coi như là nguyên thủ quốc gia cũng cho chúng ta biết được một điều đó là mọi những cái hy vọng mà đưa rồi lật đổ chế độ cộng sản này mà cũng như là muốn quấy phá đất nước nước chúng ta này là mọi hành vi và hy vọng của chúng là đều là vô vọng và tuyệt vọng. Nếu có chăng là giãy giụa trong trong sự tuyệt vọng đó. Thì hôm nay em rất vui là cảm ơn anh đã cho em nên chia sẻ những suy nghĩ của mình. Rồi, ok. Rồi, dạ Rồi, em cảm ơn anh và rồi, chào tạm biệt rồi. mọi người. Cảm ơn Dạ. Châu Huynh. Rồi, em rồi, mời xin mời bạn Lưu Nam. Anh sẽ siêu chào một tí chứ. Đang thêm Lưu Nam. Rồi không mời Lưu Nam, mời Trần Siêu. Đang thêm mình Trần Siêu ấy. Sao mời Lưu Nam thì sao lại sang mời tôi này? Không, mời Lưu À Nam không không được anh. dạ. Vâng, anh với Bình Phương chờ tí sau À hơn Siêu. tôi nên thì tôi chỉ muốn nói như này vấn đề này này. À tôi vì tôi cũng người nhà đi sang Triều Tiên mà cho nên tôi biết vấn đề Triều Tiên một chút. Nói đúng ra này này. Theo như lịch sử của Triều Tiên ấy năm 1968 ấy, thời kỳ năm 1968 thì Triều Tiên đã phát triển được vấn đề tàu điện ngầm rồi. Ngay từ những năm đó họ cũng phát triển.
Nhưng mà nhìn chung ấy thì họ phát triển ở thủ đô. Bây giờ thủ đô Bình Nhưỡng họ là có đến 3 triệu dân, và sự phát triển của họ thì là tương đối nhiều cái, là ví dụ như là cơ sở hạ tầng hay là nhà cao, một số cái hình ảnh đó là có thực tế là có như thế, nhưng mà chỉ nằm gọn trong một thủ đô thôi. Vì dân nhân dân Triều Tiên là họ có 25 triệu dân, nhưng mà có 3 triệu dân ở thành phố ở thủ đô rồi. Thế còn lại có 2 triệu quân đội. Đấy, có 25 triệu dân nhưng mà họ có 2 triệu quân đội mà lại có tới 3 triệu dân ở trong một cái thủ đô. Đấy. Nhưng mà những cái gì mà họ xây dựng phát triển như thế là hoàn toàn là do quân đội họ họ xây dựng, phải đúng là nói như Ni nói là rất là đúng. Nhưng mà ở nông thôn của họ thì họ còn rất là nghèo. Nói đúng sự thật này, có rất nhiều người bây giờ phải đi xe đạp mà xe đạp còn không có mà đi. Đúng sự thật này thế. Về phát triển hạ tầng cơ sở thì Triều Tiên còn kém rất là nhiều. Nếu mà một đất nước cũng như là ngày xưa Việt Nam Cộng Hòa mà chỉ có giàu ở Sài Gòn không thôi, thì một đất nước, một thành phố giàu thì chưa phải là một đất nước giàu. Ví dụ thế, Triều Tiên nó cũng vậy thôi. Thế nhưng mà vì là cái vấn đề bộ mặt của họ mà tất cả dồn vào cho xây dựng một thủ đô và cho xây dựng một vấn đề nguyên tử, cho là về vấn đề kinh tế của họ là kém. Và nhiều cái của họ, cái luật của họ rất là khắt khe. Cái đó là đúng. Nếu như họ không khắt khe thì họ không bảo vệ được. Nhưng mà cái dân tộc của họ, mà cái vấn đề tinh thần dân tộc của họ là rất là ý chí, rất là quật cường. Bây giờ cứ sang Triều Tiên mà hỏi thì 100 thanh niên thì 100 người người ta đều trả lời rằng người ta sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc. Đấy, nó đúng thế, dù họ có nghèo đói rõ ràng. Đấy là cái vấn đề tinh thần của dân tộc họ cũng rất cao, không khác gì cái thời kỳ chiến tranh Việt Nam trước năm 1975, họ là như thế. Còn họ vẫn phát triển theo cái con đường xã hội chủ nghĩa của ngày xưa của Việt Nam ta. Vì thứ nhất là họ bị cấm vận. À, họ bị cấm vận cho nên bắt buộc họ vẫn ở phát triển ở cái con đường xã hội chủ nghĩa như ngày xưa ta ở thời kỳ bao cấp. Mình hiểu nó là như thế. Cho là về vấn đề cuộc sống người dân, về vấn đề phát triển về mọi cái như là internet hay là đường điện thì họ đều chưa đủ hết. Mọi cái thì họ chỉ là cũng nói đúng ra này. Cái vấn đề mà khoa học kỹ thuật thì Triều Tiên không thiếu. Nhưng thiếu ở nói như Ni nói, tôi phải công nhận đó là đúng. Vì này, cái phát triển về vấn đề đại trà thì nó là mới là cái vấn đề khó. Ở Triều Tiên chưa có, mà chỉ có một số hình tượng họ hoặc là họ sản xuất ra cho một số quan chức để sử dụng. Cái đó là đúng, ở nói như rất là đúng ở vấn đề đấy, tôi phải công nhận thế. Thế nhưng mà mình phải hiểu là nếu như Triều Tiên được xóa bỏ cấm vận, họ sẽ phát triển rất nhanh. Đúng rồi. Đấy, vì đấy là như thế, vì họ có đầy đủ rất nhiều điều kiện để mà họ phát triển đấy, hơn ở Việt Nam. Ví dụ là tôi phải khẳng định như thế, nếu như họ được, nhưng mà cái vấn đề này nó còn phải thời gian, nó cũng còn rất là dài Cũng chứ không dài. phải ngay ngay liền một lúc được. Vì anh nói như Ni nói là đúng, phải anh muốn đầu tư thì anh phải có phát triển. Ví dụ như ở nước Việt Nam ta, cái tỉnh nào mà không có đường xá nói thì không bao giờ các nhà đầu tư người ta vào, người ta đặt nhà máy đấy, ít nhất phải có đường xá đầy đủ để chạy ra tới tận ngoài cảng ngoài kia, để mà về có cảng biển, phải có cảng mà làm sao tàu vào được để xuất khẩu hàng hóa đi đấy, và đó là hàng hóa về. Vì từ trước nay họ sản xuất ra cái gì đa số họ xuất sang Trung Quốc, và họ nhập hàng cái gì cũng đa số nhập ở Trung Quốc nhiều. Còn chờ ở Liên Xô thì cũng ít thôi, họ xuất sang Liên Xô ít và nhập ở Liên Xô cũng ít thôi, chủ yếu là họ nhập và xuất ở Trung Quốc này nhiều đấy. Không ai nói Thế là cho đất nên vấn nước đề Việt là Nam Cộng Hòa, không ai nói là đất nước Việt ừ. Nam. Bạn đừng bắt bẻ từng câu một. Người ta nói là Việt Nam Cộng Hòa thời xưa 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 chỉ phát triển ở một Sài Gòn, một Sài Gòn Sài Gòn thôi. giàu có, không thể nói lên là một đất nước giàu có được. Đấy, cũng như Triều Tiên bây giờ, một Bình Nhưỡng là phát triển kinh tế, nhìn thấy những nhà cao to hoặc là một số đường xá rộng rãi hoặc là có, vì thành phố của họ có 3 triệu dân, một thành phố rất là lớn có 3 triệu dân, trong khi đó họ có 2 triệu quân đội để xây dựng, chủ yếu tập trung xây dựng một cái thành phố lớn đó. Đấy là như thế. Đấy, cho nằm mà hiệu của họ có 25 triệu dân của cả một một đất nước của họ có 25 triệu dân thôi, mà họ xây dựng, mà họ nhìn cái công nhận là cái tầm nhìn của họ cũng rất là xa. Nói ví dụ Triều Tiên xây dựng cái đường cái tàu điện ngầm ấy từ năm 1968 đến bây giờ, mà đến bây giờ họ vẫn rất là khả dụng ở trong vấn đề xã hội của họ. Đấy là như thế. Thế nhưng mà cái là thôi thì mình chỉ nói sơ qua như Đúng thế rồi. để vấn đề phát triển đất nước Triều Tiên thôi. Thế còn vấn đề coi như là nói như Châu Huỳnh nói ấy, thì tôi cũng thấy như này, đúng là một số cái thành phần ba que chống cộng mà họ đưa ra một số cái vấn đề mà họ không kiểu không khác gì là cầm đèn chạy trước Đúng ô tô ấy.
Tôi nói cho bạn bạn biết này, không, không cái phải bọn không những nào cầm nó quyền quen chạy trung tộc xe ở ô tô đây mà biết. lại chúng nó phán đoán một cách ngu Rốt si, đúng không? đúng, Ngu si đần độn. tôi nói cho bạn biết là bản thân như tôi ở trong nước Việt Nam, tôi cũng nhận được biết là nhận biết rằng là cái bác Nguyễn Phú Trọng này, bác đi thăm Lào Campuchia bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 đấy, là đã có kế hoạch đi thăm Lào Campuchia rồi, mà đến đến đến, đến cái nửa giữa tháng Rồi, 2 ok. thì mới có coi như là Việt Nam mới nhận được là cái tin coi như là đầu Donald Trump sẽ mới bị ông Kim muốn Jong sang Việt Un. Nam. Thì bây giờ là người ta đã có một cái kế hoạch trước rồi, bác Trọng quay trở về từ sáng sớm ngày hôm nay để tiếp ông Donald Trump. Điều đó là phải nói là nhìn thấy là người ta nhìn thấy vấn đề như thế, người ta phải cái xếp sắp những thời gian nào đó là kế hoạch người ta đã có từng giây từng phút. Tôi nói thẳng cho bác biết là một nguyên thủ quốc gia người ta làm việc từng tính từng giây từng phút, chứ không phải như mấy ông ba que cũng ngồi ăn, không nghĩ là người ta những nguyên thủ người ta ngồi người ta ăn chơi người ta ngồi rồi thôi à, người ta còn rất nhiều việc phải làm. Đấy, cũng như tổng thống Mỹ đấy, họ phải tính từng giây từng phút biết bao nhiêu việc công việc làm Đúng rồi. trong một ngày. Đấy, có khi rất nhiều việc mà họ phải phải cấp dưới phải phụ giúp họ làm mới xong được công việc, chứ bản thân một một người đó người ta làm sao làm được hết công việc. Nhưng mà tôi nói cho các bạn biết là những cái đó mà các bạn cầm đèn chạy trước ô tô nói việc gì chúng tôi phải sợ. Tôi nói cho bạn biết là này, khi tổng thống Donald Trump xuống sân bay Nội Bài và về đến khách sạn là lúc có 10 giờ 30 phút, 11 giờ ông đã đưa lên một cái nút nghe nói ngay rằng chúng tôi tôi rất cảm ơn nhà nước, chính phủ và nhân dân Việt Nam đón tôi rất là nồng hậu. Đấy, tiếp đón tôi rất nồng. Đấy là ngay một có lửa tiếng sau là ông đã đưa lên cái tin đó rồi, đến mọi người nhìn thấy là như thế nào. Nhân dân Việt Nam, chính phủ Việt Nam đón ông ấy rất là vui vẻ. Cầm cờ cả Mỹ, cầm cờ cả cả Việt Nam đón ông Donald Trump rất là vui vẻ. Đấy là như thế. Thế còn nói cho các bạn biết rằng là Rồi trong anh vấn đề Minh Bình này em Phương phải chào chứ. nói cho mọi người hiểu rằng là giữa Mỹ Việt Nam với Việt Nam càng ngày sẽ càng đi đến cái vấn đề coi như là quan hệ bền vững và chặt chẽ hơn. Quan hệ về vấn đề công nhận về tất cả mọi thứ của nhau. Đấy, họ họ nước Mỹ cũng rất tôn trọng Việt Nam và Việt Nam cũng rất tôn trọng nước Mỹ. Đấy, nói như thế. Còn mấy anh ba que mà các anh thì nói thật, các anh kêu gào nó cũng chỉ nãy thôi, bây giờ nó nói cho các anh biết là nếu các anh giỏi các anh nên thẳng Nhà Trắng các anh biểu tình chống tổng thống Donald Trump, quan hệ Việt Nam đi đấy tôi mới cho các anh giờ, các Đúng anh là tài, các rồi, anh dẫn biểu họ đi tình xem đấy, đặt tên ông Trung về lên thẳng biểu Nhà tình Trắng đi, biểu tình chống ông đã Trung đảo Donald sang Trump, Việt Nam cầm cờ chống đỏ Trung sao Trung đi, vàng. cầm cờ Việt Nam đấy, đứng dưới tượng Bác Hồ và cờ đỏ sao vàng cờ Đảng, chụp ảnh mới lị cộng sản Việt Nam đấy. Công về công biểu tình chống tổng thống Donald Trump đi xem là các ông có giỏi, các ông làm như thế được tôi mới công nhận, nào các ông có giỏi không nào, hay là các ông toàn nói phét nói nát. Rồi tôi nói các ông biểu tình ba cái vớ vẩn ở ngoài đường đó chỉ có mấy ông ớt ơ các ông biết thôi, chứ còn thực tế tận nước Mỹ, chính phủ Mỹ người ta coi các ông không khác gì một cái đám coi như trẻ con ra ngoài nô đùa. Tôi nói thẳng Gọi thế không, mình nói gọi đó. là đám đám ô hợp cặn bã theo một số Đúng đấy, người cái đám ô cặn bã đầu đường xó chợ ra ngoài đó mà nói. nghịch ngợm nô đùa, nước Mỹ nó nhìn thấy nó cũng phỉ nhổ, nó coi thường cơ bản thân cơ. Nói chứ không biết là như thế, chứ không đừng cứ nghĩ là cứ thế các ông là hay đâu. Người dân Việt Nam này, bản thân người dân Việt Nam người ta cũng rất coi thường mấy anh bao quèo đó rồi, tôi thấy rất là coi thường. Đây công kêu gọi đi được bao nhiêu đến ngày hôm nay rồi ngày mai các bạn nhìn xem qua cái đợt ông ra trăm về xem bao nhiêu người Việt Nam xuống biểu tình, công bảo cả nước 90 triệu nhân dân Việt Nam đang chờ đón các ông đấy. Đấy, các ông cứ nghĩ xem được bao nhiêu người xuống biểu tình, bao nhiêu người xuống chống đối, toàn thị ủng hộ nhà nước đấy, tất cả những người ra ngoài đường người ta cầm cờ Việt Nam, cầm cờ Mỹ, người ta biểu hiện lên cái tình đoàn kết giữa Mỹ và Việt Nam đấy, chứ còn không phải là người ta ủng hộ mấy ông ba que đâu. Mấy ông ba que chưa chi các ông đã huênh hoang là ủng hộ quốc lội, tôi chả thấy ủng hộ các ông, ủng hộ là ủng hộ các ông đi, các ông hãy lên ủng hộ lấy các ông đi đã, còn chưa cần nói thì người Việt Nam chúng tôi không cần các ông ủng hộ, mà chúng tôi cũng lo lắng cho bản thân các ông đấy. Các ông là người Việt Nam, là dân tộc Việt Nam, nhưng mà chính bản thân sau này các ông chết ân chết hận chết nhục chết nhã mà chính người Việt Nam chúng tôi cũng lo lắng cho ông, chúng tôi vì chúng tôi phải xấu hổ với các ông đấy, nói cho mấy ông bao que biết là như vậy.
Thực sự là như thế. Bản thân người Việt Nam chúng tôi phải xấu hổ với ông Ba Que đó, là tại sao Việt Nam lại có một cái dân tộc Ba Que mà nó lại khốn nạn như thế. Đấy, thế giới người ta phỉ nhổ vào vào mấy ông Ba Que đó, có nghĩa là chúng tôi cũng là người xấu hổ. Đấy, tôi nói thế thôi à. Mời mọi người là người khác lên nói chuyện nhé. Rồi Xin em chào bà Nguyệt và xin chào tất cả mọi người trên diễn đàn. rồi em vào À. bên đây. Vâng, em sẽ mời anh Bình Phương. Đang thêm anh Bình Phương. Alo, Vâng, nghe rất rõ anh Bình Phương. nghe nghe rõ ha. À, Vâng. chào chào lại diễn đàn, chào anh Bằng lần nữa. À, ý kiến của anh Siêu về vấn đề Triều Tiên á là tôi ủng hộ đến 80%. À, các bạn đừng có cãi nhau chi, trời ơi, bởi vì hồi nãy tôi nói với anh Bằng rồi, tôi nói là mai mốt á, xong cái này mà muốn mổ xẻ đó thì mình một bữa, mà trước khi mổ xẻ thì anh em nào cũng hầu như là chúng ta đọc không à, ai không đọc đúng không, người thì đọc tài liệu bên này, người thì đọc tài liệu bên kia, chứ anh em mình đẻ ra có ai biết cái đâu. Ví dụ như cái thời của cái ông Triều Tiên cũng vậy, thì là tôi cũng đọc, các bạn cũng đọc, chẳng qua có nhiều khi có người có cái năng khiếu là thích mê say cái vấn đề chính trị nhiều hơn chút, ông thì thích kinh tế nhiều hơn chút, ông thích vấn đề xã hội, thì anh em mình góp lại góp gió làm bão đó. Chứ còn bây giờ có ai mà tự hào mình nói cái gì ra là nó chính xác đâu các bạn. Thành ra đó là anh Thế Linh Hoàng á, thì tôi thấy là anh cũng quá nặng vô cái chỗ mà cái báo chí, cái phóng viên thì là cái hình thức, thì ông Lưu Ly á nó cũng đúng một cái hướng. Nhưng mà tôi đọc á, tôi biết theo theo dõi cái về vấn đề cái Triều Tiên á, là hồi xưa nó y bon như mình, y bon như mình. Ông này ông nhận được hai cái nguồn viện trợ khổng lồ, đó là từ ông Liên Xô và ông Trung Quốc, vì hai ông này cũng tranh giành ảnh hưởng cái ông Bắc Triều Tiên. Thành ra là khi mà bắt đầu tới năm 1953 ký cái hiệp định nó xong, nó phân chia đó, thời gian đầu là phải nói Nam Bắc Triều Tiên đó là phát triển một cách huy hoàng, kinh tế kế hoạch ông phát triển một cách huy hoàng, có điện xe điện ngầm theo bắt chước y chang mấy cái mô hình của Liên Xô, thì phải nói là đúng là như vậy. Khi mà ông đi sang Bắc Hồ đó, ông Kim Nhật Thành ông đi sang hai lần mà để ông học tập cái mô hình, ông trao đổi với mình đó, ông đi qua đó thì là ông quay về đó là ông chê, ông chê là bởi vì bữa lúc đó mình đang chiến tranh rồi, các cái hợp tác xã của mình nó các thứ, cho nên ông chê mình, chứ đâu phải là ông khen mình đâu. Nhưng mà cái GDP đó mình nói đây, mình nói kinh tế, mình nói cái GDP, thì lúc đó đó là Nam Hàn còn nghĩa là xấp xỉ và thua Bắc Hàn, chứ không phải là hơn đâu, chứ không phải là hơn đâu. Nhưng mà sau đó thì các bạn biết rồi, vấn đề chính trị, vấn đề chính trị khi các cái nước họ bắt đầu họ có những cái mâu thuẫn giữa Trung Quốc, Liên Xô, rồi các cái chuyện mà vấn đề chiến tranh lạnh là nó thứ thay đổi thời cuộc, thì nhất là cái ông Liên Xô ông sụp đổ nữa, thì các cái nguồn viện trợ mà trước đây á là Và Liên sụp Xô là không còn. Đúng. không còn. Thế thì ổng lại không có kịp thời giống như Việt Nam mình đó. Việt Nam mình thì còn đổi mới à, nhanh chóng, còn ông là ông không đổi mới, ông không đổi mới mà ông báo cái mô hình. Nhưng mà mình cũng phải nói thật, cái gì nó cũng có cái mặt mạnh cũng có mặt yếu của nó. Thí dụ như là tại sao ông sản xuất ra được cái vũ khí hạt nhân, sản xuất được ra được cái quả tiễn xuyên lục địa như thế là phải nói là tài chứ. Mà làm sao ông phải tập trung nhân lực, tiền bạc, tất cả các thứ, thì trong một đất nước mà anh được cái này thì anh phải mất cái kia, thì nó y như là cái thời của mình mà ở ngoài kia mà mình phải gom hết những cái tài sản, những cái sức lực của người các cái hợp tác xã miền Bắc, con em thì lớn lên thanh niên thì mình đi Bắc Tiến, Nam Tiến đúng không, đi giải phóng miền Nam, rồi đó là lương thực làm được bao nhiêu thì hợp tác xã nộp. Nó tóm lại đó là chúng ta là kinh tế tập trung, thì nó có cái hay cho nó, khi anh tập trung cho một cái mục tiêu nào đó của quốc gia thì anh dễ dàng anh huy động cái sức mạnh của quốc gia. Thì cái ông Triều Tiên á, ông làm được cái việc đó, ông tập trung, thành ra cái dân của họ khổ là phải rồi. Đó Lưu Ly nói rất đúng, tất là ở cơ sở tất cả các thứ gì các thứ, đó là bây giờ khi chúng ta đã qua thoát ra được cái kinh tế bao cấp rồi thì mình mới nhìn lại cái bao cấp nó dở cái chỗ nào. Thì giờ anh em mình quá rõ đúng không, anh em mình quá rõ, mình mà đảng mình cũng đã khẳng định là đổi mới không thể đảo ngược được nó, bởi vì khẳng định cái con đường đổi mới của mình là nó đúng và nó đang tiến lên cho cái này quá tốt thì không thể đảo ngược. Thì khi mình đã không thể đảo ngược thì mình nhìn lại cái kinh tế bao cấp đó, thì mình mới thấy cái dở của nó là ở chỗ nào. Thì rõ ràng ông Triều Tiên ổng vẫn còn đang dính cái đó. À, nó có cái hay của nó là nó huy động được lực lượng, huy động được tiền của vật chất, nhưng mà các bạn nói cái Triều Tiên đó là đúng như vậy đó,
Cho nên nếu như anh, cái anh phóng viên đó đó, tôi đã cũng coi nhiều lần cái vấn đề mà phóng viên nước ngoài họ cũng vô, họ trốn đi, họ đi, họ đã phát hiện ra cái đó rồi. Tức là cái bộ, hai cái bộ mặt khác hẳn. Thì mình cũng nói thật với anh Bằng là như thế này, mình cũng, anh em mình cũng toàn là đọc tài liệu cũng có báo này hay phóng viên kia thôi, chứ còn anh em mình có ai mà đi qua bên đó đâu mà biết. Một thời gian dài như thế, nhưng mà mình thấy rõ ràng về mặt suy luận logic đó, thì mình nghĩ là đúng là như thế. Cái sản xuất xe hơi cũng cái vậy. Cái bạn Ngọc Lan, Lan Nguyễn này, nói chung là bạn mà đây này, các bạn đấy, thấy bạn có mang miền Nam giàu đẹp, ai cần giải phóng vậy cha. Đấy, thấy không? Đấy, những cái tư tưởng của những người ấy không thể khá được. Thành đấy, ra đó, thành ra thì rồi nói cái đó mình mới quay trở lại một chút xíu cái việc cái chuyến đi của cái ông Kim Jong-un ông làm. Thì là thế giới nó phân tích như thế này nè. Tức là ngoài hôm qua khi mình nói là ông bắt chước ông nội ông, nhưng mà bắt chước ở đây á, nó còn căn cứ vào cái tình hình của Triều Tiên hiện nay. Tức là cái lòng tin của người dân mà bây giờ nếu mà gian khổ quá đó, thì nói thật mình chỉ có Bác Hồ. Bác Hồ, ông bảo là bây giờ là ông ở nhà sàn, ông không có tư túi, ông không có cái gì cả. Ông nhịn ăn mấy ngày, ông bỏ một hũ gạo để ông nói ông làm. Thì khi ông kêu nhân dân kêu gọi thì nhân dân sẽ hưởng ứng theo liền. Cái hình tượng nó rất cao đẹp và nó rất cao cả. Thì nhân dân Triều Tiên họ cũng tin ông Kim Nhật Thành y như là như vậy. Họ cũng tôn cái ông tôn Kim Nhật Thành là cái coi như là đấng lãnh đạo tối cao của họ. Họ tin tưởng vậy. Thì bây giờ cái ông cháu nội này, ông muốn lấy cái hình tượng của cái ông Kim Nhật Thành, từ cái cách đi đứng, từ cái để cái mái tóc, rồi cái chuyến đi vừa rồi cũng vậy. Cái chuyến đi vừa rồi ông cũng muốn thực hiện lại. Và ông đi Hạ Long y như là ông Kim Nhật Thành ngày xưa qua làm sao ông làm vậy. Và người ta nhận định rằng ông muốn tạo một cái hình ảnh thật giống, thật giống, mặc dù chỉ mới là bề ngoài thôi, nhưng mà ông khi nội, người giống có cái niềm tin, tạo cái niềm tin cho người dân Triều Tiên, để người dân Triều Tiên, bởi vì họ đang tôn sùng ông Kim Nhật Thành. Nhưng mà nếu những cái ông về sau này mà nó có cái gì đó nó chệch chọt không giống á, thì chưa chắc gì kêu gọi người ta hy sinh mà người ta hy sinh đó, kêu gọi người ta nghĩa là cùng khổ. Nhưng mà nếu như họ vẫn tin tưởng cái hình ảnh này, họ tin tưởng một cách sùng bái một cái ông Kim Chính Ân này, thì là khi ông cần kêu gọi một cái gì đó, người dân họ đang khổ, nhưng mà họ sẽ nghĩ rằng là cái khổ này chỉ là cái khổ tạm thời vì một cái mục đích cao cả như lãnh tụ chúng ta kêu gọi, nếu họ có niềm tin. Thành ra ông Kim Chính Ân này, ông đang cố gắng ông tạo cái hình ảnh, tạo cái niềm tin đó. Đó thì cái chuyện đó, nhưng mà nếu ông dẫn dắt nhân dân Triều Tiên đi vô con đường đúng đó, thì mình giới cộng với cái niềm tin đó nữa thì rất là tốt. Cái tinh thần mà có cái tinh thần cao như vậy mà đi đúng đường nữa thì đất nước Triều Tiên phát triển rất nhanh. Và các cái nước, các cái phóng viên nước ngoài người ta nhận định á, chưa chắc gì Việt Nam mình nghĩa là hơn người ta đâu, chưa biết nhà mèo nào cắn miệng nào, bởi vì những cái cơ sở về công nghiệp nặng rồi các cái trí tuệ của họ đó, họ không thua kém chúng ta chút nào. Mà không, mình hơi nói nó hơi hơi, các bạn đừng dưới đừng tự ái, là nhiều khi quốc tế nhìn nhận là còn hơn mình á. Thí dụ như họ nghĩ ra được cái hạt nhân, tức là khoa học người ta phải phát triển, không phát triển thì làm sao sản xuất được bom nguyên tử? Không có em nói anh Bình Phương này, cái thế ở người ta phải như thế, nó là cái thế. Bây giờ ví dụ như Bắc Triều Tiên ví dụ không có bom hạt nhân chẳng hạn, thì em nghĩ là sẽ không có cuộc họp thượng đỉnh lần này. Đúng. Ví dụ như Việt Nam mình là mình dồn vào, mình dồn vào mình làm, mình vẫn cứ làm được đó. Dạ, thì hồi nãy tôi nói anh rồi, tôi nói là tôi không có muốn đụng tới cái đề tài này, tại vì tôi cũng đọc mấy cái tạp chí nghiên cứu quốc tế rồi nọ các thứ cũng nhiều, mà về cái đề tài này nhiều lắm rồi. Thành ra là mình biết rằng là ông Mỹ, nếu như ông rút quân ở Nam Triều Tiên, ông rút cái lá chắn tên lửa THAAD đó, thì làm sao mà ông phòng ngự từ xa? Bởi vì vấn đề đây không phải là ông lo ông Triều Tiên đâu, mà ông lo là ông lo Trung Quốc, là ông lo ông Nga đó. Ông muốn hiện diện ở đó để rồi ông còn đứng chân ở đó, chứ bây giờ nếu không còn cái cớ gì hết thì làm sao mà ông đứng mày, chân cái, tao thấy cái thằng Minh Trang Hoàng này, mày không bao giờ có một cái tư tưởng dân tộc, mày chỉ có một cái tư tưởng nằm ngửa ăn sẵn thôi, đúng không? Cái tư tưởng của mày như thế, cho nên là nó xin lỗi này, suốt đời mẹ mày sẽ nghèo khổ, nhục nhã thôi, sống nhục nhã. Rồi xin mời anh. Em chỉ dạ, nói thôi bây giờ cái đó bữa khác nói đi, cái đó để xong vâng. Đi hẹn với anh cái đó, anh em mình mà sẽ chém gió bữa cái chuyện đó. Nhưng mà khuyên với các bạn trên mạng đừng có, mà anh em mình dạo này hay tranh luận, đừng có tôi đúng tôi sai gì đó. Nói thật với các bạn, thông tin đó nhiều khi mình đọc
có thể là mình đọc mình nghĩ rằng là mình đang đọc cái tài liệu rất là hay, chứ thật sự ra anh em mình nghĩ ra được cái gì thì chắc là cũng có thể có nghĩ ra được một chút ít, nhưng mà điều là mình phải căn cứ vào những cái sách vở, những cái tư liệu của những cái người khác, trên cơ sở đó chúng ta tiếp thu và chúng ta phát huy hoặc tổng hợp nó lại thôi, chứ còn đâu có ai mà tài ba gì. Tôi nói với Ngọc Lan Nguyễn này, nếu mà Việt Nam mình phấn đấu làm bom nguyên tử vẫn làm được, hoặc làm bom hạt nhân vẫn làm được, vì cái mục đích của mình. Nhưng ví dụ Việt Nam bây giờ làm bom nguyên tử làm gì, đúng không? Làm bom hạt nhân làm cái gì? Đúng không? Đúng. Vấn đề là nói về chỗ đó thôi, chứ hôm trước mình đã làm cái nhà máy hạt nhân, tôi nói thật anh á, hôm trước tôi còn chém gió này nè, chém gió là ông Kim Jong Un này đó, là bây giờ ông đang khổ về kinh tế lắm. Ông Việt Nam phát triển lên, hai ông bắt tay nhau, giờ tao cố gắng tao giúp cho mày kinh tế rồi gạo giết rồi chuyên gia qua làm kinh tế rồi nọ thứ, mày cho tao cái kỹ thuật, cái công nghệ phát triển hạt nhân. mình nghĩ thế mà. Ủa, nói thật ra mình những cái nước nhỏ mình á phải có đồ chơi thì nó mới ngầu. Anh nói rất là đúng, nếu không có cái hạt nhân thì làm gì có cái chuyện mà ông Trump ngày nay ông, ông gặp ông Kim Jong Un. Nhưng đúng mà rồi. Người ta nhận định như thế này anh, người ta nhận định đó là bởi vì khi ông phát triển được cái quả tiễn mà bắn được cái qua tới Hawaii đó, thì là Mỹ bắt đầu là mới xoắn lên chút. Chứ là tôi nói như mình... lỗi thằng Bình Trang Hoàng như thế này, mình không muốn tức là mình không có nhu cầu để phát triển vũ khí hạt nhân, đúng không? Chứ còn bây giờ cái nguyên lý mà chế tạo vũ khí hạt nhân, tôi nói thật, tôi là dân kỹ thuật này, tôi đọc sách tôi cũng biết về cái nguyên lý, đúng không? Vấn đề uranium hoặc là một số vấn đề khác mình làm được ngay, có vấn đề gì? Nhưng bây giờ Việt Nam phát triển vũ khí hạt nhân làm gì, đúng không? Cái vấn đề nó ở chỗ đấy. Thì thôi, nói chung là nó thật với các bạn như thế này nè, bây giờ cái gì mình xác định là mình lên mình bàn, mình nói cái đề tài nào thì cho nó gom vô, rồi đừng cãi nhau nữa, anh em mình đừng có cãi nữa, với lại lên để mình học nhau đừng có gay gắt. Tôi nói hồi nãy là anh Thế Linh Hoàng nói theo tờ báo đó, tôi cũng có đọc cái bài báo của anh Thế Linh Hoàng đưa hồi nãy, tôi có đọc, và tôi cũng đọc nhiều cái bài báo khác của các phóng viên nước ngoài khác nữa trước đây. Rồi Lưu Ly nói là tôi cũng có đọc cái đó, cũng có nghiên cứu cái đó, thì là tôi thấy mấy ông mỗi ông nói đúng chút, anh Siêu nói là tôi thấy đúng nhiều nhất, tức là phải cân đối hai bên. Rồi thôi thì giảng hòa cái đó đi, bỏ qua cái đó đi. Vâng. Cái việc mà ngày hôm qua anh được cái tin mà chính thức ông Trump ông mời cụ Trọng là chính thức chưa? Có mời chính thức, cụ Tổng bảo nhận lời và bố trí thời gian thích hợp. Okay. Đó là cái mà cách đây 2 ngày tôi đã nói bên diễn đàn của ông Duy, tôi nói là nghe tin cụ Trọng đi Mỹ thì nghe đồn xôn xao lâu rồi, nhưng mà phải có lời mời chính thức. Mà không có cái gì tốt đẹp hơn khi anh đến chào xã giao và anh đưa ra lời mời, cho nên tôi đã đoán là tôi đã nói rồi. Tôi nói ông Trump sẽ mời chính thức, nếu như cụ Trọng có đi Mỹ thật thì lần này là ông Trump sẽ mời chính thức. Và đúng là tôi ngày nay tôi lại chưa nhận được cái tin đó, chưa đọc được cái tin đó anh. Thành ra nếu anh nói vậy thì như vậy là đúng đúng rồi. Thì bởi vì cho nên anh em mình á, cái gì cũng toàn là mình nghe tin. Thành ra là đừng, các không, bạn ơi đừng thực tế là, phải học là bao la. Em nói anh ơi, mình đọc tin tức, mình vào trong Google, nhưng mình đọc mình phải suy nghĩ và mình phân tích. Đúng, đấy, đúng rồi. Vấn đề nó như thế. Đúng rồi. Thành ra cái việc hồi nãy đó là mất thời gian các bạn, cho thật ra đó khi ông hoàng thân xe ông vua Sihamoni ông qua đây á, thì lúc đó khi ông đưa lời mời thì cụ Trọng nhận lời là đã báo qua liền cho Bộ Ngoại giao. Anh xếp cái lịch như thế nào cho thuận lợi thuận tiện là người ta đã xếp cái lịch, nó đã biết bao lâu rồi. Còn khi mà ông Trump ông đọc cái thông điệp liên bang, ông có nói rằng là ông chưa biết địa điểm cụ thể, Việt Nam cũng chưa biết, nhưng mà khi mà ông chính thức ông nói là Việt Nam một cái rồi thì từ đó tới nay được bao nhiêu ngày, thì cái chuyện nó có khích khao một chút xíu về thời gian vậy thôi, chứ đâu có phải là cái lịch của người ta, cái lịch của một nguyên thủ quốc gia mà làm gì có cái chuyện mà phải muốn đi là đi. Cái chuyện mấy ông ba que thì tôi nói với anh Bằng này, với ông Châu Quỳnh đó, là đừng có quan tâm tụi nó đó. Nó có hai cái dạng, một cái dạng tao nói là, tao nói rằng ở ba que ở bên ngoài bây đó giờ tôi nói anh, nó có hai dạng. Mới có cái đầu và đầu óc phân tích thì bây giờ mới ủng hộ chế độ này do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tại Việt Nam, đúng chưa? Chứ không mấy anh cái loại chúng mày. Dạ, mấy anh ba que bên đó đó là nó có hai cái dạng, một cái dạng mấy anh biết hết, thừa biết biết hơn anh em mình luôn, nhưng họ cố tình. Một cái dạng thứ hai là cái dạng là Nhân Sơn Tây đó, là cái dạng coi như là ngáo, tức là công dân Mỹ là coi như là
mà Mỹ là cái gì cũng là thiên đường, cái gì cũng là giỏi nhất hay nhất đó, thành ra ông nhìn dưới góc độ đó thì là ông nghĩ người ta sợ ổng này, hay hoặc là ông tổng thống kia qua là kỳ này là sẽ chết tụi bay rồi nó các thứ thì có cái suy nghĩ là bây giờ ông nghĩ rằng là ổng là muốn nói bóp ai chết là chết, muốn làm gì thì làm, đấy là cái não trạng của mấy ông đó, là mấy ông nó như thế. Còn có một số ông thì biết nhưng mà đều cố tình nghĩa là phá, thì nó có hai cái dạng như vậy đó thôi. Thành ra mình hơi sức nào chắc bây giờ là như cái ông Vũ hồi hồi hôm ông nói là thôi cái hành động cầm cờ mà phất này đó là coi như dấu chấm hết của một cái chương này, không có còn gì để mà nói nữa rồi. Rồi thì mình lên mình giảng hòa mấy anh em với nhau, Lưu Ly cũng như anh Vâng. Thế Linh Hoạt, mấy anh em mình đó là không có cái gì mà phải gay gắt cái chuyện đó cả, còn không có Đúng thì rồi. nghiên cứu bữa khác lên tranh luận. Thôi chào Rồi, các bạn. ok. Rồi, xin chào Minh Phương. Rồi, có bạn nào lên trao đổi nữa không? Mời bạn Lưu Lam nhé. Đấy, tôi mời bạn nhưng mà không biết bạn lên được không. Ở cái like của tôi mời hết mà. Bạn Lưu Lam vừa đã mời giờ vẫn không thêm không lên được. Rồi xin mời Lợi Minh. Đang thêm Lợi Minh. Hello, chào anh Bằng. Rồi. Chào anh chị em các bạn trong diễn đàn. Thấy ông Trump ông ca ngợi Việt Nam quá chừng anh Bằng. Tại vì tôi Đúng có rồi. cái ông Trump ông xài Twitter. Ông xài ở bên Twitter dữ lắm. Ông tôi follow ông á. Minh Ông ca Trang vào ca để ngợi. đến thứ mấy nhỉ? Hôm nay là thứ tư, thứ sáu. Bạn vào đợt Ông đầu rồi tôi sẽ khen mời bạn lên. Chứ bây giờ mời ngợi bạn Việt lên là Nam. thì nhiều người Phải người nói ta là mà. trong cái thượng đỉnh Mỹ Việt kỳ này Việt Nam mình thành công, phải nói là rất là thành công. Đó, cũng là một cái tát tay vào cái lũ chống cộng cực đoan ô hợp ở bên Mỹ, cũng như cái đám dân chủ cụi nhân sĩ bờ hồ, phải nói tuyệt vời. Thì nãy giờ cũng ngồi cũng mới vào cũng nghe anh chị các bạn chia sẻ về vấn đề mà nguyên tử được cái vấn đề nguyên tử hạt nhân ngày hôm nay Việt Nam mình cũng có cái lò nguyên tử hạt nhân, mục đích của mình đang nghiên cứu. Nó rất là tốt, nếu mà mình phát triển được thì nó rất là tốt anh Bằng. Nó sẽ giúp trong vấn đề năng lượng á. Anh có anh nên nhớ, anh chị các bạn nên nhớ là hạt nhân mà mình mà sản xuất được á, nó giúp được trong cái công cuộc mà phát triển đất nước rất rất là tốt. Anh chị em các bạn nên nhớ, nhớ rằng một cái thanh mà hạt nhân mà nó có thể đốt được một cái lò nguyên tử cả 20 năm trời. Các bạn biết những cái tàu mà nguyên tử lớp hạt nhân của Mỹ đó, nó chạy 20 năm nó mới thay một cái thanh nguyên liệu một lần. Cho nên nó rất là tốt. Nó giúp sản xuất điện, năng lượng điện nữa. Nó bớt được những cái mà đốt than. Nếu mà mình sản xuất được hạt nhân, mình hiện nay mình chỉ sản xuất được ở một cái quy mô nhỏ thôi. Mình chưa có đạt chuẩn lắm. Cái lò nguyên tử ở Đà Lạt á, mình sản xuất vừa rồi mình làm ra được, thằng Mỹ với Nga nó qua nó lấy, nó không cho mình giữ, tại vì mình chưa có đủ khả năng để rằng mình giữ. Nó đòi hỏi bảo mật và giữ rất là kỹ lưỡng cái vấn đề phóng xạ của nó. Anh chị em các bạn biết những cái lò mà hạt nhân mà điện là chung quanh nó giữ rất là cẩn thận. Như ở tại Arizona nó có một cái lò điện hạt nhân lớn nhất của nước Mỹ. Các bạn biết chung quanh nó là cái bán kính của nó gọi là một square mile, là nó không có cho dân ở gần, nó rất là an ninh. Nó nói tới nỗi mà tên lửa bắn vô mà còn không 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 hủy diệt được mà. Ok. Nó cẩn thận lắm. Cho nên vấn đề hạt nhân thì nó giúp ích cho vấn đề mà về công nghiệp sản xuất. Còn Triều Tiên thì họ cũng nói, có một số người nghĩ rằng là Bắc Hàn nghèo khổ, nói chung là người ta sống như vậy là tôi là tốt lắm anh Bằng. Một đất nước mà bị Đúng rồi. cấm vận mà ngăn sông cách trở mà họ đã phát triển được đất nước như vậy. Các bạn nhìn, tại vì Bắc Hàn người ta bị
các thế lực thù địch của Bắc Hàn họ 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 gọi là ém nhẹm á. Anh chị em các bạn chịu khó mà theo dõi về Bắc Hàn hay lắm chứ không phải giỡn đâu. Tôi nói hạ tầng cơ sở và phát triển của Bắc Hàn, tôi nói có thể là hơn Việt Nam nhiều, họ đi xa hơn Việt Nam rất là nhiều. Việt Nam mình cần phải học hỏi chứ không phải giỡn đâu. Chứ đừng có nghĩ là Bắc Hàn là giờ các bạn nghĩ về vấn đề vật chất người ta nghèo, tại vì cái đất nước nó bị thiên tai rất là nhiều, về nông nghiệp của họ cũng vậy nữa. Nó sản xuất, nó làm, họ chịu khó lắm. Đời sống của người dân Bắc Hàn mặc dù họ không có được những cái vật chất như ở những cái quốc gia khác, so ra một cái đất nước mà bị ngăn sông cấm chở mà họ tồn tại về hạ tầng cơ sở và phát triển nông nghiệp và công nghiệp của họ rất là giỏi. Anh chị các bạn biết, từ cái điện thoại, từ cái xe hơi, từ những cái máy cài, họ tự cung, tự cầu và tự cấp đấy. Nếu mà ông Trump, tôi thấy ông viết, nếu mà ông nói rằng nếu mà Bắc Hàn mà chịu không có gọi là giải quyết vấn đề hạt nhân ở cái bán đảo đó đó, thì kinh tế của Bắc Hàn sẽ vượt bậc, chứ không phải là giỡn đâu. Vượt bậc có nghĩa là phát triển rất là mạnh, mà hiện nay Việt Nam là một điển hình. Ông Trump ông viết trên những cái trang mạng của ông rất là hay, là một cái điển hình. Cho nên anh chị các bạn đừng nghĩ rằng coi thường người ta, nghĩ rằng nhiều khi báo chí của tụi Nam Hàn đó, nhất là thằng Nam Hàn, nó mất dạy, nó chơi theo kiểu Mỹ đó, nó ém dữ lắm. Anh chị em muốn theo dõi Bắc Hàn, nó có một cái trang mà của một số cái, nó gọi là về Triều Tiên đó. Tôi trên Facebook thì tôi theo dõi rất là kỹ, cũng có một số anh em người Việt mình làm việc ở bên đó, họ đưa lên rất là hay, rất là hay. Tại vì họ sống khép kín mà, nó đòi hỏi những người nào người ta có cái tâm á, thì họ mới cho phép, cứ như là không có cái tính cách mà kích động thù địch với Bắc Hàn thì họ mới cho phép mình thông thoáng đi đây đi đó để đặng mà chụp hình quay phim, chứ còn không thì mà vô đó mà tuyên truyền làm bậy làm bạ là họ không có cho đâu. Các bạn nên nhớ như vậy. Với lại tụi Nam Hàn, người nào mà tuyên truyền về Bắc Hàn là nó bắt bỏ tù á, cái không phải giỡn đâu, nó bắt bỏ tù. Anh bằng nó nhớ có một cái ông Nam Hàn, tôi quên tên rồi đó, ổng đi qua Bắc Hàn xong rồi là ổng về ổng tiên triền, ổng bị bắt bỏ tù á. Tại ổng thấy đời sống ở bên Bắc Hàn á, người dân được thừa hưởng những cái quyền lợi coi như là không đóng thuế nè, cái gì cũng được được coi như là thừa hưởng rất là tốt, nói chung là vậy đó, không có phải đóng thuế đóng phí chứ. Tôi nói ngay cả uống bia ở bên bển vậy nữa, ra đó là uống trên đồi say thỉnh, không trả tiền, về phục vụ lợi ích công cộng vậy nữa. Cho nên anh chị em các bạn nên tìm hiểu sâu về Bắc Hàn, chứ đừng nghĩ là người ta nghèo khổ vì vật chất là mình đo lường cái đất nước của người ta là nghèo khổ thế này thế nọ. Chưa chắc đâu, không phải vậy đâu. Tại vì tôi bên này tôi theo dõi tin tức Bắc Hàn, với một số anh em ở người ta làm việc công tác ở Bắc Hàn, người ta đưa trực tiếp rất là hay. Cái những cái mô hình phải nói là tuyệt vời. Việt Nam mình chỉ mới đi đây thôi, mình mới phát triển hơn 20 năm thôi, nhưng mà Bắc Hàn người ta phải nói là tuyệt vời, rất là hay. Còn ở trên cái không gian mạng này, nhiều thằng nó giống như là nó thù, nó có những cái sự cực đoan đó, cái gì nó cũng che chứ. Nó nhìn Bắc Hàn nhiều khi có những cái thiên tai rồi những cái cuộc sống khó khăn thì nó đánh giá là Bắc Hàn nghèo đói. Thì lại mình chia sẻ vậy thôi, có người cũng rồi muốn lên thì lại mình trả microphone lại, chào anh Bằng rồi, và anh chị các bạn trên diễn đàn. Rồi xin cảm ơn Đại Minh. Ok anh Bằng, dạ. Nó đi không có camera. Hiện nay nó sư phạm thoát ra đi. Vào lại. Ôi, Minh Giang Hoàng để ấy đây, để lần sau. Vào sớm đi, thứ sáu tuần tới, vào sớm. Thế mời lên hết mà. Nhưng mà Minh Giang Hoàng hôm nay không mời được, giờ hơi 12 giờ rồi. Không có camera live sư phạm, gửi yêu cầu nữa.
Vì bây giờ là chương trình nó hơn 12 giờ 10 rồi. Rồi đang chơi mình luôn đi. Alo, khổ bị khóa mõm khổ thế đấy. Xin lên thì phải ra nhắn tin xong vào mất bà camera. Xong đến lúc tắt ra xong bắt đầu vào thì lại không biết là ông chủ diễn đàn ông ấy có nhìn thấy không. Này nói thì, nói Minh Sang Hoàng này. Mai chúng tôi thôi anh ơi, những cái thằng Linh Trang Hoàng đấy thì bây giờ kể cho mà nghe như thế này. Mọi người vẫn nhầm tưởng là Bắc Hàn và Nam Hàn là giống Việt Nam mình ngày xưa, nó hoàn toàn khác biệt. Ở đây tất cả mọi người đều nghĩ rằng là Bắc Hàn là yêu nước, Nam Hàn là bán nước, cho nên là cứ bảo vệ Bắc Hàn nên là cứ nói tốt. Rồi, nói như này cho phải... nói cho rõ này là ông Y Sưng Man là người mà đầu tiên là tổng thống đầu tiên ở Bắc Hàn, là một nhà đấu tranh đòi độc lập từ thời Nhật Bản. Ông ta đấu tranh ở bên Mỹ, rồi là cái chính có một ở bên Trung Quốc, nó có một cái chính phủ lâm thời, cái chính phủ kiểu như tự xưng của người Hàn ấy, họ đấu tranh lại với lại cái chế độ đô hộ của Nhật Bản bao nhiêu năm tháng rồi. Và ông Y Sưng Man ở người Hàn Quốc này là một nhà đấu tranh, ông ta là một nhà vận động là đòi tự do cho Hàn Quốc. Các bạn nên nhớ là người Hàn Quốc họ cũng yêu. Chính vì thế nhá, sau này đấy, sau khi ông Y Sung Man là tổng thống đầu tiên này, ông ấy chết, thì đến đời tổng thống sau là đời tổng thống Bắc Trung Hy đó. Và ở bên kia là ông Kim Kim Nhật Thành, là cũng là một nhà hoạt động, nhưng mà ông ta lại đi theo đường lối cộng sản. Thì hai ông này là đây là một cái cuộc chiến của gọi là tư bản và xã hội chủ nghĩa, nó hoàn toàn khác với Việt Nam, là khi đó chỉ có một mình Bác Hồ. Và ở Việt Nam cũng không phải là thuần là cộng sản, mà đơn giản là chủ nghĩa dân tộc yêu nước. Nó khác biệt hoàn toàn. Đừng có ai nói rằng là Nam Hàn với Bắc Hàn là giống như là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa với Việt Nam Cộng Hòa. Có nghĩa là ở Nam Hàn này hai chính phủ là hoàn toàn giống nhau, chẳng có thằng nào là lợi thế với thằng nào cả. Và cái chuyện phân chia này đấy là nó do Liên Xô và Mỹ phân chia, lấy vĩ tuyến 38 làm vĩ tuyến tạm thời từ cái thời lúc bắt đầu ra. Sau này Bắc Hàn là người muốn thống nhất, cho nên là Bắc Hàn mới gây chiến tranh với Nam Hàn để thống nhất. Nhưng mà tại sao không thống nhất được, là bởi vì người dân Nam Hàn nó không ủng hộ Bắc Hàn. Cho nên sau khi mà quân liên minh quân Mỹ nó vào Incheon, nó chia cắt làm đôi ra, cái là quân Nam Hàn không còn lương thực, không có đường lui, không được dân bảo vệ, thì là thất bại. Còn ngày xưa chúng ta là toàn quốc, cái Việt Nam Cộng Hòa là bán nước, nhưng Nam Hàn không phải là cái chế độ bán nước. Sau này khi trong quá trình phát triển của nó phụ thuộc vào Mỹ, đồng ý ok, đó nó phụ thuộc, nhưng nó đảm bảo được đời sống của người dân Nam Hàn. Cái này nó hoàn toàn khác nhau. Chứ còn cái chuyện Bắc Hàn đó thì là họ bị cấm vận. Trước đây phải kể cho các bạn nghe như này, là Nam Hàn là nó có đồng bạc, nó bằng phẳng hơn, nên nó phát triển về nông nghiệp. Bắc Hàn là cái nơi mà khi Nhật Bản nó vào đô hộ thì nó phát triển công nghiệp mà sản xuất vũ khí, công nghiệp nặng ở Bắc Hàn. Cho nên ở Bắc Hàn lúc bấy giờ đấy, sau khi thực hiện chế độ tư sản, chế độ cộng sản đấy, thì có phân chia ruộng đất một cách công bằng, nọ kia, người có một số người ở Nam Hàn họ cũng thích cái chế độ đó. Nên là sau này cái chế độ độc tài Bắc Trung Hy đấy. Tao không nói chuyện với cái thằng Minh Trang Hoàng, mày là cái loại con chó, tao không bao giờ thèm nói chuyện, ok. Cho nên là tao, mày cứ nói thoải mái đi, tao không thèm chấp loại như mày. Sống khôn thì hưởng một cuộc đời, mà sống ngu đấy thì ăn thì vào trong 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 tù mà ăn cơm ký mặc áo số, thế thôi, đéo cần phải nói nhiều. Thì để cho kể cho mọi người nghe là chính vì cái sự mà nó bịp bợm thằng cha nhà mày đấy, cút cô mày đi. Ok đó. Nói nhiều bực okay. Bội. Để đấy em. Để em nói. Vâng vâng. Thì em nói đấy là cái chế độ, hai chế độ nó hoàn toàn khác nhau. Có nhiều người cứ nói ngày xưa Việt Nam, miền Nam cứ để thì cũng giống Nam Hàn bây giờ. Xin lỗi, Nam Hàn đó là một đất nước mà người ta nó cũng mang cái tính chất dân tộc rất cao.
Chứ còn cái Việt Nam Cộng Hòa chúng mày nó thuần thuần là do thằng Pháp nó đẻ ra để thay nó cai trị, sau đó đến thằng Mỹ nhảy vào. Chứ chúng mày có cái gì? Khi mà giải phóng dân tộc, khi mà Pháp đô hộ, chúng mày ở đâu? Mà chúng mày đòi dựng lại cái Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng ở đây nhá, khi mà Nhật nó vào nó xâm chiếm, thì chính những người mà sau này là chính phủ của Nam Hàn ấy, họ cũng là ở nước ngoài họ đấu tranh. Họ cũng đấu tranh và sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, họ cũng là những người vận động để cho Nam Hàn được trao trả quyền tự do. Nên nhớ một điều thế, cho nên nhiều người không biết, cứ đi bảo vệ Bắc Hàn rồi đam Nam Hàn, cái chuyện đó không có. Bây giờ trong cái quá trình phát triển, Nam Hàn nó phải phụ thuộc vào Mỹ, đồng ý nó có những cái điều khoản. Bởi vì là nó cần Mỹ bảo vệ cái ô hạt nhân. Còn ở đây đấy, nói về Nam Hàn, có nhiều người nói Bắc Hàn là kỹ thuật phát triển nọ kia. Xin lỗi, một quả tên lửa đó, mọi người có biết cái động cơ nó ở đâu? Động cơ mua ở đâu? Tất nhiên họ hoàn thiện được là họ giỏi. Nhưng cái động cơ nó ở đâu? Rồi cái quá trình phát triển hạt nhân đó, tài liệu chính là ở đâu? Nên nhớ được đây là cái còn nhiều vấn đề lắm. Hai nữa, khi mà từ cái vấn đề phát triển quân sự nó là một vấn đề. Nhưng mà đến khi mà sản xuất hàng công nghiệp để xuất khẩu ra thế giới, nó lại cả một vấn đề rất dài nữa. Anh Bàng công nhận không? Ví dụ anh chế tạo thử nghiệm một cái bóng đèn thôi. Anh lắp ráp một thử nghiệm một cái bóng đèn trên tàu. Ok, nếu như anh đem anh dùng không sao, anh lấy công làm lãi không sao. Nhưng anh đem ra anh so sánh cạnh tranh với thị trường, nó còn hoàn toàn khác. Mẫu mã, kiểu dáng, rồi giá cả, rồi công nghệ. Làm sao mà ấy được. Cái chuyện mà anh Lợi Minh không hiểu thì tao nói cho anh Lợi Minh hiểu. Chứ còn không có ai đi chửi cả. Còn cái loại mày đừng có lợi dụng. Cái loại chó chết vào đây mà chọc ngoáy à. Riêng đối với những thằng như mày đấy, cả đời sống không bao giờ hiểu biết, không mở mắt ra được tầm nhìn được chút nào cả. Còn đấy là nói để cho mọi người hiểu vấn đề là Nam Hàn Bắc Hàn nó hoàn toàn khác với lại Việt Nam Cộng Hòa với lại cái miền Bắc nhá. Chứ còn Bắc Hàn thực sự họ bây giờ họ nghèo lắm, anh không biết được là hàng năm ấy, anh phải hiểu được là khi mà khó khăn ở Bắc Hàn họ không có cái vùng đồng bằng để trồng nông nghiệp, đã đói rồi. Mà mùa đông của họ thì cực kỳ khắc nghiệt. Một năm có thể đến 5 tháng, 4 5 tháng là cây cối rụng hết lá. Tuyết rơi phủ đầy. Đến từ tháng 11 cho đến tháng 3 sang năm là tuyết vẫn còn ở đầy đường đấy, thì anh thử hỏi anh làm cái gì nếu mà thuần phát triển nông nghiệp. Mà bảo họ phát triển, họ tài giỏi là chỉ có một giới tinh hoa được cử ra nước ngoài học tập, qua Nhật, qua Trung Quốc học tập lọ kia, ăn cắp công nghệ về thế thôi. Phải nói người Hàn Quốc họ rất người Bắc Hàn họ rất yêu nước, họ lập lại, họ như kiểu là tình báo ở bên nước ngoài, họ học tập xong họ ghi chép, họ gửi về nước để copy công nghệ, copy tài liệu đó, thì đồng ý là họ có những cái điều đó. Thế nhưng mà những cái tài liệu mà được viết ra sách rồi đấy thì nó là những cái tài liệu cổ rồi. Cho nên mọi người đừng có mà quá tự hào. Hay nữa đấy, từ cái việc một đất nước mà đang xã hội chủ nghĩa, đang như bị cấm vận như thế này, mẹ mở cửa ra cũng vẫn còn run rẩy, còn phải phòng trước ngó sau. Cho nên cái khoản về pháp lý đấy, như cái khu công nghiệp Kỳ Sơn đấy, thích thì nó đóng cửa, thích nó đưa quân đội đến đóng cửa, không thích thì nếu mà hai bên hợp tác hòa hữu thì nó cho làm việc. Còn nếu hai bên mà xung đột gì phát là quân đội đến đóng cửa khu công nghiệp Kỳ Sơn ngay. Thử hỏi doanh nghiệp nào ở nước khác đến dám đến đầu tư ở Nhật, ở Bắc Hàn à? Cái lòng tin nó quan trọng lắm chứ. Cái môi trường đầu tư nó còn liên quan đến, thứ nhất là gì, là cơ sở vật chất hạ tầng, thứ hai là hệ thống luật pháp, thứ ba thậm chí còn đến lòng tin với lại chính sách ngoại giao. Mẹ, hôm nay tôi đầu tư cho ông vài tỷ đô la vào đấy, ngày mai hai nước có trục trặc ngoại giao, cái ông đại gia ông đóng cửa, đến lúc ấy lấy gì mà đấu với ông, tôi mất tiền không à. Cho nên nó đừng sai cái thằng cha mày, tao chửi tao chửi cả họ thằng cha nhà mày, thằng Trang Minh Hoàng. Mày cút mẹ đi vào đây mà mẹ méo mó. Đồng Hương Hải Dương với em. Đồng Hương không bằng đồng gọi là gì? Đồng quan điểm. Đồng Hương thì Đồng Hương, chứ gặp đập cho gãy răng như vớ va vớ vẩn.
Rồi, okay. Đấy, nói để cho những người yêu nước, thậm chí chúng ta đừng có vì cái tình cảm với Bắc Hàn mà chúng ta cứ đi chọc ngoáy Nam Hàn là bán nước cái nọ kia. Nam Hàn vẫn còn đây chứ ở đâu mà bán cho ai đâu. Chẳng qua họ nhún nhường nhưng họ có cái cuộc sống tốt đẹp thì cũng chúc mừng cho cuộc sống của họ. Chứ trước đây người Hàn Quốc ấy, họ bị Nhật Bản bắt nạt suốt bao nhiêu năm, chứ có phải là người Hàn Quốc được sung sướng đâu. Nhật Bản nó vào nó đô hộ Hàn Quốc bao nhiêu năm ấy, nó bắt phụ nữ Hàn Quốc đi làm nô lệ tình dục cho nó. Ok thôi ngủ em bên đấy. Vâng. Rồi, cảm ơn luôn đi. Tôi có khi là bây giờ cũng gần 12 rưỡi rồi. Nói chung là nói chuyện có khi là đến sáng mất. Rồi, có Huy nhá, có khi chương trình sau tôi sẽ mời các bạn. Vâng, cái mình còn làm còn dài mà. Vâng, tôi xin rất cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chương trình. Tôi xin chào tạm biệt tất cả các bạn.